Sáng 13 tháng 12, đoàn bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện Bình Định đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật dụng thiết yếu để khám nhanh tại nhà và đưa bà Phạm Thị Lan, mẹ của em Phan Thị Ca, bé gái đặt mua áo quần cho mẹ nhưng sau đó không đủ tiền trả, ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định, đến bệnh viện để khám chuyên sâu và chữa trị. Khi xe cấp cứu của bệnh viện dừng ngay đầu ngõ nhà em Ca, bà con hàng xóm ùa ra đón. Ai cũng mừng vì thấy người hàng xóm khốn khó đau nặng liệt giường thời gian dài này sắp được cứu. Họ cũng không giấu được hồi hộp khi nghe bác sĩ hỏi thăm bệnh tình của bà Lan. Theo ông Phan Văn Ta, ba em Ca, những ngày qua, bệnh tình vợ ông trở nặng, bà Lan đau đầu triền miên, mất ngủ, ăn uống không được khiến cả nhà vô cùng lo lắng. Khi hay tin bác sĩ về đến nhà thăm khám rồi đưa bà Lan vào bệnh viện để chữa trị, cả nhà em Ca mừng đến rơi nước mắt. Thôi vậy tôi mừng quá, bác sĩ về quan tâm mẹ, mừng quá, mừng chừng con, mừng thôi. Càng cố gắng càng nó bớt cái bảo, nuôi con, nghẹn nó. Tại Bệnh viện Bình Định, bác sĩ Bùi Thị Phương Anh, trưởng khoa hồi sức cấp cứu, trực tiếp khám bệnh cho bà Lan. Bác sĩ Phương Anh chia sẻ, những ngày qua, bà cũng nắm được thông tin về câu chuyện của bé Ca Hiếu Thảo và người mẹ đáng thương. Thông tin từ Bệnh viện Bình Định, bệnh viện cũng đã mời hai chuyên gia tại thành phố Hồ Chí Minh để khám bệnh trực tiếp cho bà Lan. Toàn bộ chi phí khám, xét nghiệm, điều trị cho chị Lan, bệnh viện miễn phí hoàn toàn. Ngoài ra, bệnh viện cũng tài trợ tiền ăn, ở cho chị Lan và người nhà chăm sóc.